Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hali. Hôm nay thì Hali sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người những cái bí kíp trong làm đẹp và chăm sóc da tại nhà. Và chủ đề mà hôm nay Hali muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cách phân biệt và nhận biết từng loại da. Các bạn đã biết là da của mình thuộc loại da nào hay chưa? Và cái cách phân biệt từng loại nhóm da như thế nào? Bởi vì nếu như không biết được da của mình thuộc loại da nào thì các bạn sẽ rất khó có thể chăm sóc làn da của mình một cách đúng cách và tối ưu nhất. Bên cạnh đó thì nếu như nhận biết được loại da của mình là loại da nào thì các bạn cũng có thể lựa chọn những sản phẩm, mỹ phẩm, thậm chí là những cái đồ trang điểm phù hợp dành cho từng loại da của mình. Với mỗi loại da khác nhau thì sẽ có những cái cách chăm sóc da khác nhau, có những cái sản phẩm làm sạch, sản phẩm dưỡng da và sản phẩm trang điểm khác nhau. Vậy nên nhận biết da của mình là một điều cực kỳ quan trọng và cần thiết mà bất kỳ bạn nữ nào cũng phải biết. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cách có thể giúp bạn nhận biết da của bạn là loại da gì và cách chăm sóc da cho từng loại da đó là như thế nào. Vậy thì theo các chuyên gia da liễu chia da thì có 5 loại da chính. Đó chính là da thường, da dầu, da khô, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Mình biết rằng là rất nhiều bạn sẽ biết đến loại da thường và da dầu và da khô nhiều hơn, nhưng bên cạnh đó có hai loại da là da hỗn hợp và da nhạy cảm thì có thể nhiều bạn chưa biết đến. Vậy thì hôm nay Hali sẽ nói chi tiết về cách nhận biết từng loại da và cách chăm sóc như thế nào. Còn chần chừ gì nữa, hãy cùng Hali xem ngay video này bạn nhé. Đầu tiên thì Hali sẽ nói đến một cái loại da lý tưởng nhất mà bất kỳ bạn nào cũng mong muốn, đó chính là da thường. Da thường là loại da mà không quá nhờn cũng như là không quá khô, và chắc chắn là da thường là một loại da khỏe mạnh nhất rồi và đặc điểm nhận biết của nó. Vậy thì cách nhận biết một làn da thường là như thế nào? Có 4 cách nhận biết một làn da thường. Đầu tiên đó chính là lỗ chân lông rất là nhỏ và kết cấu bề mặt da rất là mịn. Thứ hai nữa là da không bị nhạy cảm và luôn cho cảm giác khỏe mạnh. Không bị tiết nhiều dầu khi bạn lau bằng giấy thấm dầu cũng như là không bị khô sau khi bạn rửa mặt hoặc là với thời tiết khô. Và một cái dấu hiệu đặc biệt quan trọng đó chính là da luôn mềm mịn, không bị sần sùi và không có mụn. Vậy thì với làn da thường lý tưởng như vậy thì cách chăm sóc da thường cũng rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần chú ý tẩy trang và làm da mặt sạch sẽ, giữ thông thoáng cho lỗ chân lông thì sẽ khiến da không bao giờ bị nổi mụn. Bên cạnh đó thì chú ý cung cấp và dưỡng ẩm, độ ẩm cho da, và nhớ lưu ý là có thể đắp bằng những cái mặt nạ thiên nhiên giúp cấp ẩm, tăng cường sức khỏe cũng như là độ khỏe mạnh cho làn da. Loại da thứ hai mà Hali muốn chia sẻ với các bạn đó chính là da khô. Da khô là loại da rất là dễ bong chóc và khô ráp. Đặc biệt là nếu như mà các chị em dưỡng ẩm thì sẽ thấy rằng là cái loại da này nó sẽ hút ẩm rất nhanh. Da khô thì nó sẽ thường bị nếp nhăn nhiều hơn, sẽ bị lão hóa hơn, nhất là những cái vùng da quanh khóe mắt hoặc là khóe miệng thì rất nhanh bị lão hóa và có nếp nhăn. Bên cạnh đó thì nó sẽ hay có cái tình trạng đó chính là cái lớp sừng trên bề mặt da nó luôn luôn bị thiếu ẩm và cần phải cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da để có thể giữ độ ẩm cho da. Và cái làn da này thì luôn khiến cho chị em có cảm giác là da luôn bị căng và thiếu nước. Tuy nhiên thì da khô lại có một ưu điểm, đó chính là không tiết dầu nhờn nhiều, ít bã nhờn nên sẽ ít tình trạng bị mụn và không bị bóng dầu vào mùa hè. Cách nhận biết da khô thì cũng rất là đơn giản, các bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng là da khô thì có những dấu hiệu như là dễ bị bong chóc và khô ráp, bên cạnh đó thì kết cấu da không đồng đều và thiếu độ ẩm, cảm giác ngứa và luôn hơi bị căng. Hoặc là khi các bạn sử dụng giấy thấm dầu thì sẽ không nhận thấy có dầu ở trên giấy thấm dầu, hoặc là có nhưng mà rất ít thôi và không đáng kể. Vậy thì cách chăm sóc làn da khô như thế nào? Đối với làn da thường thì cách chăm sóc da khô sẽ phức tạp hơn một chút. Đầu tiên là các bạn luôn luôn chú ý cung cấp độ ẩm, cấp nước và bổ sung dưỡng ẩm cho làn da khô thường xuyên. Đặc biệt là sau khi rửa mặt thì phải bổ sung ngay những cái gel dưỡng ẩm hoặc là cấp nước cho da ngay lập tức, không được để da khô như vậy quá lâu thì sẽ không tốt cho da. Lưu ý thứ hai đó chính là khi mà các bạn xịt khoáng hay dưỡng ẩm cho da thì lưu ý là luôn luôn dùng tay vỗ nhẹ như thế này trên da để giúp cho những cái dưỡng chất và xịt khoáng đấy có thể thẩm thấu vào da một cách tốt hơn. Thứ ba nữa là các bạn luôn luôn chú ý là uống nhiều nước trong một ngày để có thể bổ sung nước và độ ẩm cho da. Thứ tư là các bạn có thể sử dụng những cái máy xông mặt cung cấp tạo độ ẩm để có thể bổ sung độ ẩm nhất thiết cho làn da của bạn. Và thứ năm nữa là luôn luôn sử dụng kem chống nắng thường xuyên để có thể bảo vệ làn da và tránh cái tình trạng mất nước và khô trên da mặt nhé. Loại
Loại da thứ ba mà rất là phổ biến Hani muốn chia sẻ với các bạn đó chính là da dầu. Bản thân Hani cũng là một làn da dầu và những cái đặc điểm để nhận biết làn da dầu có những cái đặc điểm sau đây. Thứ nhất là bạn có thể nhận thấy rằng lỗ chân lông của da mặt rất là to và da luôn luôn đổ nhiều dầu bóng nhờn và dễ bị nổi mụn ẩn hoặc là những cái mụn viêm mụn sưng nếu như mà các bạn không chăm sóc và làm sạch da đúng cách. Thậm chí là các bạn có thể thấy rằng ngay sau khi các bạn vừa rửa mặt sạch sẽ mà da đã đổ dầu luôn, sử dụng giấy thấm dầu thì luôn thấy là giấy thấm dầu bóng nhờn và thấm rất là nhiều dầu trên đó. Đặc biệt là những cái lớp trang điểm make up thì dễ bị trôi đi, thậm chí là kem chống nắng cũng dễ bị trôi đi và da thường xuyên đổ rất là nhiều mụn. Bên cạnh đó thì da cũng rất là dễ bị sạm màu, màu da không đồng đều và nhất là những cái bạn nam giới ở trong độ tuổi dậy thì thường bị mụn rất là nhiều đối với làn da dầu. Vậy thì cách chăm sóc đối với làn da dầu như thế nào? Đối với làn da dầu thì các bạn luôn chú ý là phải làm sạch da 2 lần một ngày bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, tức là sáng một lần và tối một lần, và lưu ý là phải sữa rửa mặt dịu nhẹ và có độ pH chuẩn trong khoảng từ 5,5 đến 6. Tại sao? Bởi vì nếu như mà các bạn sử dụng sữa rửa mặt mà quá khô thì sẽ khiến cho làn da hiểu nhầm rằng là da bị khô và phải tiết nhiều dầu nhờn hơn để bổ sung độ ẩm cho da, từ đó sẽ khiến da của bạn bị tiết nhiều dầu nhờn hơn nữa. Thứ hai là luôn chú ý cấp ẩm và dưỡng ẩm cho làn da. Nhiều bạn nghĩ rằng là da đã dầu nhờn nhiều như vậy thì không cấp ẩm dưỡng ẩm cho da, nhưng đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm, bởi vì da dầu vẫn cần cung cấp độ ẩm dưỡng ẩm để cho da nó cân bằng được cái độ ẩm trên da. Khi mà da đủ độ ẩm rồi thì nó sẽ không tiết nhiều dầu nhờn nữa, còn nếu như da bị khô thì nó sẽ hiểu rằng là cần phải tiết nhiều dầu nhờn hơn để cân bằng độ ẩm trên da, vô tình sẽ khiến cho da của các bạn bị bóng dầu nhiều hơn. Thứ ba là luôn luôn bổ sung nước cho cơ thể và có thể sử dụng xịt khoáng để cấp ẩm cho làn da của bạn. Loại da thứ tư mà Hali muốn chia sẻ với các bạn đó chính là da hỗn hợp. Đúng với tên gọi của nó thì là da hỗn hợp, là sự kết hợp giữa hai loại da và rất là phức tạp. Với da hỗn hợp thì sẽ là thường là da thường đến da khô hoặc là da thường đến da dầu và nhiều mụn. Vậy thì da hỗn hợp được chia làm hai loại là hỗn hợp thiên khô và hỗn hợp thiên dầu như vậy. Có những chỗ thì sẽ lại là da khô, có những chỗ thì lại là da nhiều dầu và nhiều bã nhờn. Ví dụ như cái vùng hai bên má thì thường sẽ là cái vùng da khô, còn vùng chữ T trên mặt thì sẽ thường là cái vùng mà đổ nhiều bã nhờn và dầu nhờn như vậy. Cái loại da này thì sẽ hơi khó để nhận biết một chút, cũng như là cái da này nó vì có lỗ chân lông to ở những cái vùng mà vẫn bị nhiều dầu nhờn nên cũng rất dễ bị mụn. Bên cạnh đó thì da hỗn hợp sẽ được chia làm hai loại, đầu tiên là da hỗn hợp thiên dầu. Thì với da hỗn hợp thiên dầu thì phần lớn các vùng da trên mặt là sẽ đổ nhiều dầu nhờn, rất ít vùng sẽ bị khô. Còn đối với da hỗn hợp thiên khô thì phần lớn trên mặt sẽ là vị trí da khô, chỉ có vùng chữ T sẽ là cái vùng đổ nhiều dầu nhờn hơn thôi. Vậy thì cách để phân biệt cái loại da phức tạp này thì như thế nào? Để phân biệt loại da phức tạp này thì các bạn có thể nhận biết rằng là cái vùng chữ T của chúng ta ấy thì sẽ thường bị đổ nhiều dầu nhờn hơn. Bên cạnh đó thì mụn nếu như mà xuất hiện chỉ xuất hiện ở vùng chữ T, vùng trán, vùng mũi và vùng cằm. Và hai bên vùng má này thì sẽ có những cái dấu hiệu đó chính là da bị nhạy cảm và căng hơn những vùng khác, bởi vì hai vùng má sẽ thường là cái vùng bị khô. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng giấy thấm dầu để nhận biết da hỗn hợp. Nếu như mà sử dụng giấy thấm dầu thấm lên vùng da chữ T mà thấy có nhiều dầu, còn thấm sang vùng da bên má thì lại thấy không có dầu, thậm chí là hơi khô một chút thì đó chính là da hỗn hợp các bạn nhé. Đối với cái cách chăm sóc cho làn da hỗn hợp thì phức tạp hơn một chút. Các bạn lưu ý là nên sử dụng những cái loại sữa rửa mặt dành cho da hỗn hợp. Và lưu ý là khi làm sạch da thì nên chú ý làm sạch ở những vùng chữ T, vùng cằm, vùng mũi, vì đây là vùng hay tiết nhiều dầu nhờn và có thể là dễ bị lên mụn. Còn đối với cái việc mà cấp ẩm và dưỡng da thì nên chú ý là đối với vùng chữ T thì có thể sử dụng những sản phẩm giảm dầu nhờn, còn đối với vùng má thì nên sử dụng những cái sản phẩm cấp ẩm và dưỡng ẩm cho da. Bên cạnh đó thì các bạn hãy chú ý rửa mặt từ 1 đến 2 lần một ngày và nên rửa mặt vào buổi sáng và buổi tối, và có thể sử dụng những cái loại mặt nạ thiên nhiên dành cho loại da hỗn hợp các bạn nhé. Bởi vì ngay cái loại mặt nạ đó nó sẽ tích hợp những cái phương pháp ví dụ như là sẽ giảm dầu nhờn ở vùng chữ T cho bạn này và cung cấp cái độ ẩm hơn ở hai vùng bên má, nên hãy lựa chọn những cái loại mặt nạ có thể dành cho da hỗn hợp.
Loại da thứ 5 mà cũng là loại da cuối cùng mà Hali chia sẻ với các bạn đó chính là da nhạy cảm. Nghe tên đã cảm nhận được rằng là loại da này nó sẽ là như thế nào rồi phải không? Vâng, đúng chính là như vậy. Tức là cái loại da này là cái một loại da rất là nhạy cảm với môi trường khí hậu bên ngoài. Ví dụ như là môi trường khí hậu thời tiết thay đổi cũng có thể khiến cho da của các bạn thay đổi. Ví dụ như là có thể nên mụn nhiều hơn hoặc là khô hơn, căng hơn. Bên cạnh đó thì việc các bạn sử dụng những cái sản phẩm mới cũng sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng là da bị kích ứng nổi mụn nếu như mà da không phù hợp với sản phẩm đó. Và da nhạy cảm thì các bạn lưu ý là phải tuyệt đối cẩn trọng trong việc lựa chọn các loại sản phẩm mỹ phẩm cũng như là trang điểm cho da nhé. Nhất là đối với những cái sản phẩm mới mà bạn muốn thử thì nên test trước, có thể là lên vùng da cổ tay hoặc là một vùng da nhỏ trên mặt thôi, chứ không nên bôi toàn bộ khuôn mặt. Các bạn phải xem phản ứng của bạn với cái sản phẩm đó như thế nào trước rồi hẳn áp dụng lên toàn bộ khuôn mặt các bạn nhé. Vậy thì dấu hiệu để nhận biết làn da nhạy cảm như thế nào? Đầu tiên là các bạn có thể quan sát bằng mắt thường, có thể thấy rằng da nhạy cảm là một làn da khá mỏng và có thể nhìn thấy được những cái mạch máu, thậm chí là ở sâu dưới bề mặt da. Với cái khí hậu lạnh và khô thì cái làn da này rất dễ bị bong tróc và khô ráp. Ngoài ra thì nếu như mà dưới ánh nắng tác động của mặt trời hoặc là khí hậu quá nóng thì có thể khiến cho làn da bị ửng đỏ lên và khá là ráp. Một dấu hiệu nữa là da sẽ bị nhờn vào mùa hè nhưng lại bị khô vào mùa đông, thậm chí là kết cấu bề mặt da nó cũng sẽ không đồng đều. Vậy thì với những cái dấu hiệu như trên thì việc chăm sóc làn da nhạy cảm sẽ như thế nào? Đối với làn da nhạy cảm thì các chị em đặc biệt lưu ý là phải cực kỳ cẩn trọng trong việc chăm sóc làn da. Các chị em nên lựa chọn những cái sản phẩm thật kỹ trước khi áp dụng lên làn da của mình. Chú ý là sử dụng những cái loại sữa rửa mặt tẩy trang dịu nhẹ cho da thôi, không nên quá mạnh. Cũng không nên sử dụng những loại tẩy trang sữa rửa mặt hoặc là những cái sản phẩm trị mụn chẳng hạn quá mạnh trên làn da, bởi vì rất dễ gây kích ứng và nổi mụn cho làn da của bạn. Bên cạnh đó thì sẽ ưu tiên cấp ẩm dưỡng ẩm cho làn da hàng ngày các bạn nhé. Đặc biệt là đối với làn da này thì các bạn nên tối giản cái chu trình skincare của bạn càng ít càng tốt. Bởi vì là nếu như mà sử dụng quá nhiều sản phẩm chồng lên nhau thì vô tình có thể gây kích ứng cho cái làn da nhạy cảm của bạn. Các bạn chỉ cần làm sạch tẩy trang này, sau đó sử dụng toner, rồi tiếp đến là bước cấp ẩm dưỡng ẩm da là được rồi. Đối với làn da nhạy cảm thì cái chu trình skincare càng tối giản thì càng tốt các bạn ạ. Vậy thì sau khi đã được Hali chia sẻ về 5 loại da cũng như là cách chăm sóc cho từng loại da như vậy thì các bạn đang tự hỏi rằng là liệu mình đã nhận biết đúng cái loại da mặt của mình hay chưa, cũng như là đã có cái công thức chăm sóc dưỡng da phù hợp với làn da của mình hay chưa. Vậy thì chỉ với 2 bước đơn giản sau đây, Hali sẽ giúp bạn nhận biết ngay được cái loại da của bạn là loại da nào để có được cái phương pháp chăm sóc và sử dụng những cái sản phẩm phù hợp nhất cho làn da của mình. Để kiểm tra làn da của mình thì các bạn hãy chuẩn bị cho Hali theo 2 bước sau đây. Bước 1 đó chính là chuẩn bị làn da, và bước 2 đó chính là kiểm tra làn da của bạn, xem làn da của bạn thuộc loại da nào. Bước 1 đó chính là chuẩn bị làn da. Đối với bước này thì các bạn sẽ để cho da của bạn quay về trạng thái mộc tự nhiên. Tức là sao? Tức là các bạn sẽ tẩy trang và rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt. Sau đó là không sử dụng bất kỳ một loại sản phẩm nào trên da, kể cả là toner sau khi rửa mặt cũng không được sử dụng, mà hãy để nguyên da như vậy trong vài phút và sau đó chờ đợi. Bước 2 là sẽ kiểm tra cái làn da của mình. Đối với bước này thì sau khi đã rửa mặt sạch và tẩy trang sạch sẽ và không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trên da, để yên da trong khoảng vài phút thì bạn hãy cho tay lên da mặt để cảm nhận làn da, hoặc có thể soi trực tiếp vào gương để nhìn và nhận cái làn da của mình. Lúc này thì các bạn sẽ kiểm tra như thế này nhé. Nếu như mà soi gương và cảm nhận làn da, thấy da của các bạn sau khi tẩy trang và rửa mặt sạch sẽ mà bị khô căng thì da của các bạn sẽ là một làn da khô. Thứ hai, nếu như mà các bạn cảm thấy là da của mình sau vài phút sẽ bị đổ dầu nhờn và bóng nhờn luôn thì da của các bạn là thuộc loại da dầu. Thứ ba, nếu như mà các bạn nhận thấy cái vùng chữ T thì có cảm giác thoải mái, sạch sẽ và giảm dầu sau khi rửa mặt xong, nhưng vùng hai bên má lại bị khô căng hơn thì da của các bạn thuộc loại da hỗn hợp. Thứ tư, nếu như mà da của các bạn dễ bị kích ứng mẩn đỏ sau khi tẩy trang và sữa rửa mặt xong thì da của bạn sẽ thuộc loại da nhạy cảm. Cái mức độ da nhạy cảm của bạn thì còn tùy thuộc vào cơ địa và cái sản phẩm sữa rửa mặt và tẩy trang các bạn đã sử dụng trước đó. Và cuối cùng, nếu như mà da các bạn hoàn toàn khô ráo, sạch sẽ và không hề có cái tình trạng bóng nhờn, khô căng, kích ứng, đỏ rát gì cả thì chúc mừng bạn, da của các bạn thuộc loại da thường. Đây là một loại da mà tất cả các bạn nam hay nữ đều mong muốn sở hữu. Vậy thì trên đây Hali đã chia sẻ với các bạn cách nhận biết 5 loại da và cách chăm sóc cho từng loại da khác nhau.
nhau, cũng như là kiểm tra cái làn da của bạn xem da của bạn thuộc loại da nào. Các bạn cảm thấy nội dung video của Hali hay và hữu ích không? Nếu như thích video này của Hali thì hãy comment ý kiến của bạn dưới video này cho Hali biết rằng làn da của bạn thuộc loại da nào nhé. Hali có thể tư vấn các cái sản phẩm mà các bạn có thể sử dụng cho từng loại da của bạn, và hy vọng rằng là những chia sẻ của mình thật sự hữu ích với các bạn. Và đừng quên hãy nhấn vào nút subscribe và nút hình quả chuông để là những người đầu tiên nhận được những thông báo khi Hali ra video mới nhé. Cuối cùng là chúc mọi người luôn xinh đẹp và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video clip lần sau nhé. Bye bye.